hôm nay em sẽ giới thiệu với bác về cái máy bàn cắt mòi gạch trợ thủ đắc lực cho bác ngành xây dựng Oblat gạch men. Cái cắt mòi nghiêng 45 độ để các bác ghép góc vuông. Con này là cố định nên độ chính xác tuyệt đối, hỗ trợ các bác cắt vừa phẳng vừa nhẵn, rất là đẹp nhá, không bị sứt mép, đảm bảo chất lượng bác làm lâu dài. Máy có hệ thống dây dẫn ống nước ở máy để bác cắt làm không bụi bác nhá. Rất ok bác nhá. Đấy, vừa không sứt mép này. Đấy, không sứt mép, rất là phẳng. Đấy, rất là chéo, chéo 45 độ luôn. Để các bác ghép mòi, để ghép mòi bác xem luôn. Đây, ghép mòi cho bác xem luôn, hai bên ghép vào nhau. Đấy. Rất là khít bác nhá. Đấy, vừa khít luôn, rất là vuông. Để bác ghép mòi góc vuông cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, các hỗ trợ bác ở bên Oblat gạch men. Bên hỗ trợ giao hàng miễn phí, ship tận qua bác kiểm tra thử hàng thoải mái, về cắt được ưng ý đúng nhảy mới thanh toán nhá. Không đây. Vừa không bị sứt mép trên này, rất là phẳng. Ta thế còn cắt nghiêng 45 độ, rất sắc nét luôn, để mịn này, rất là mịn nhá. Rất là đẹp luôn. Hỗ trợ giao hàng miễn phí, ship tận quốc đấy. Quay video đây, các bác về thiết kế nhà. Cứ làm cái chậu uống nước này, đấy, thảy xuống giống thẳng máy này. Đấy, cực kỳ đơn giản. Vừa không bụi cắt rất là hiệu quả bác nhá. Đấy, bàn này rất là cơ đó. Nó được cái cố định máy này, cái cắt lên được thẳng sắc nét, mình chỉ đưa gạch theo thôi. Thì gạch đáo cắt được hết. Gạch 80 1m hay 1m2 được cắt ngon lành nhá. Em hỗ trợ giao hàng miễn phí ship toàn quốc. Về các cắt thử thoải mái ưng ý đúng như trong video của em thì mới phải thanh toán. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.